Hello, xin chào các bạn. Mình là số điện tử anh Phi, có số điện thoại là 0847 739 777. Bên mình là chuyên cắt dòng camera siêu nhỏ, máy định vị, máy ghi âm, máy nghe lén siêu nhỏ nha các bạn. Các bạn nào mà có nhu cầu quan tâm về các sản phẩm của bên mình thì các bạn có thể là liên hệ trực tiếp qua bên mình nhé. Thì hôm nay mình xin giới thiệu cho mọi người mẫu camera độ trên một chiếc ổ điện dân dụng nha các bạn. Các bạn nào mà muốn độ chế camera vào các đồ điện trong gia đình hoặc là các đồ dùng học tập của con cái hoặc là các đồ dùng như sữa rửa mặt hoặc dầu gội đầu nhá, bên mình có thể độ chế hết nhá. Để các bạn có thể giám sát được con cái và giúp việc hoặc là vợ chồng mình là có ngoại tình hay là không nhá. Đây thì hôm nay mình xin giới thiệu cho mọi người mẫu ổ điện này. Mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là sử dụng chi tiết và đánh giá được hình ảnh là trực tiếp nha các bạn. Đấy nhá, thì mình có chuẩn bị đây là một ổ điện, thì đây bên mình sẽ độ chế mắt camera là đây nha các bạn. Đây ạ, mắt camera như là một con ốc luôn nha các bạn, để mà nhìn thấy thì 100% là không nhìn thấy nha các bạn. Đây ạ, thì phía đằng sau sẽ đồ của bên mình. Trước khi gửi cho các bạn thì bên mình sẽ bịt một lắp ở bằng đằng sau nhá, 100% là sẽ không bị lộ nha các bạn. Đây ạ, và các bạn sử dụng thì đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người, phần này sẽ là phần công tắc nha các bạn. Đây ạ, mình đang để là on và nút này sẽ nút reset, nút này sẽ nút công tắc nha các bạn. Đây thẻ nhớ mình thì mình sẽ tặng cho các bạn là một thẻ nhớ là 32 GB chính hãng của bên shop điện tử anh Phi nhá. Đây thì mình có chuẩn bị đây là một chiếc ổ điện để mà mình cắm mình test cho mọi người nhá. Đây nhá, mình sẽ cắm cắm và mình test được hình ảnh trực tiếp cho tất cả các bạn nhá. Mình sẽ cắm vào ổ điện. Mình đã cắm điện vào rồi nhé các bạn. À, thì đây đèn này thì có thể tắt được nha các bạn. Đây là mình có để đây gọi mình test hướng dẫn cho mọi người thôi, chiếc đèn này thì sẽ có thể là tắt được nha các bạn. Thì các bạn là sẽ chuẩn bị được một cái chiếc điện thoại di động cho mình nhá. Các bạn sẽ vào ngay cho mình phần App Store và vào cho mình phần tìm kiếm. Các bạn nào dùng máy Android thì các bạn sẽ vào phần Search Play nhá. Phần tìm kiếm thì các bạn sẽ tìm cho mình ứng dụng có tên là Lockcam nhá. Đây ạ, ứng dụng Lockcam mà mình ấn có ra nó ra ngay đây ạ. Đây ạ, và nó sẽ hiện ngay ra cho mình là một mục Lockcam. Đây ạ, màu xanh này nhá. Đây là mình đã cài đặt rồi, còn các bạn nào mà chưa cài đặt thì các bạn hãy cài đặt về nhá. Đây ạ, sau khi mà cài đặt về rồi thì các bạn sẽ vào ngay cho mình phần cài đặt của trên điện thoại luôn của các bạn nhá. Đây ạ, phần cài đặt đó đây ạ. Và bạn vào ngay cho mình mục có tên là Wi-Fi. Đây, khi các bạn ấn vào mục Wi-Fi thì nó sẽ hiện ngay ra cho các bạn là một mục F313 này. Thì các bạn ấn vào để kết nối nhá. Đó là tín hiệu mà con camera này phát ra cho các bạn nhá. Đây là mình đang kết nối nha các bạn. Đây ạ. Khi mà đã hiện dấu tích và đã được kết nối thì các bạn sẽ quay lại ngay cho mình cái ứng dụng có tên là Lockcam nhá. Đây ạ, các bạn quay ngay cho mình Lockcam và nó sẽ hiện ngay cho các bạn một có nút xanh là device online, nghĩa là camera bạn đang được hoạt động nhá. Các bạn ấn vào thì các bạn là có thể là xem được hình ảnh được trực tiếp luôn nhá. Đây ạ, mình sẽ ấn cancel. Đây thì camera bạn sẽ xem được là hình ảnh trực tiếp luôn nhá. Đây ạ, chất lượng hình ảnh video thể lên là 4K. Đây mình sẽ chọn là 4K nha các bạn. Thì âm thanh thì có thể thu là được là gió 11 nhá. Đây thì hai thiết bị thì có để gần nhau nên sẽ là xung đột âm thanh nên mình sẽ tắt đi nhá. Mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là tất cả chi tiết các chức năng và màn ở trong màn ảnh trực tiếp này nhá. Thì các bạn là có thể là đây ạ. Điện tử anh Phi, camera nhìn rất rõ nét nha các bạn. Đấy nhá, gió lên 11 và các bạn có thể zoom to. Đấy, nên các bạn yên tâm nhá.
Zoom to, zoom nhỏ thoải mái nha các bạn. Đây mình sẽ cho nhỏ lại. Đây là chức năng đầu tiên, sẽ là chức năng đảo chiều lên và đảo chiều xuống nha các bạn, để cho các bạn là căn chỉnh được hình ảnh mà đúng với điện thoại các bạn có thể là xem nhá. Phần thứ hai sẽ là đảo chiều sang phải và sang trái nha các bạn. Phần thứ ba đây sẽ là phần quay video. Đây ạ, mình sẽ quay lại video mấy giây cho các bạn nhé. Hình ảnh video thì rất là mượt nên bạn yên tâm nhé. Phần thứ tư này sẽ là phần chụp ảnh, thì các bạn một lần thì máy sẽ tự động một chụp một bức ảnh thôi. Còn bốn chức năng bên trên, chức năng đầu tiên mặt trời đây sẽ là chức năng là ánh sáng, các bạn có thể là tăng độ sáng lên nhá. Đây mình sẽ để là 50-50. Chức năng thứ hai sẽ là chức năng màu sắc của thiết bị nhá, hình ảnh của thiết bị nhá. Thì bạn là có tăng kịch lên thì màu sắc nó sẽ đậm hơn. Đây mình sẽ để 50-50 nhá. Còn chức năng thứ ba đây sẽ chức năng ban đêm các bạn. Khi mà quay camera ban đêm thì đây ạ, ví dụ như gầm giường của mình đây nhá, nhìn vào rất là nét luôn nha các bạn. Đây ạ, khi mà bật chế độ ban đêm lên thì chức năng hai nó sẽ có là hai màu là đen và trắng nha các bạn. 100% là không phát hiện ra một hồng ngoại nào đâu, thì đèn này thì có thể tắt được nên các bạn yên tâm về độ ngụy trang của nó nhá. Đây mình đã hướng dẫn cho mọi người xong tất cả các bước ở bên trong, còn bây giờ mình xin hướng dẫn cho mọi người bước quan trọng nhất, chính là bước là bật báo động và xem lại trên thẻ, xem lại tất cả video khi mà các bạn không cầm được điện thoại để mà xem nhé. Thì bạn ấn cho mình phần cài đặt đây và chọn cho mình mục là device setting này nhé. Đây nhá, chọn cho mình mục device setting. Chức năng đầu tiên sẽ chức năng báo động, thì các bạn bật giúp mình là hai chức năng đầu tiên này đây nhá, bật luôn thứ ba nhá và ok là xong nhá. Còn chức năng thứ hai mình muốn hướng dẫn mọi người là chức năng SD card setting này, chính là chức năng mà quay lại video và các bạn là không cầm điện thoại và các bạn muốn xem lại video á, thì bạn bật giúp mình chức năng này lên nhá. Và đây nó sẽ hiện là 1 phút, 3 phút, 5 phút hoặc 30 phút nha các bạn. Các bạn có thể là chọn là 30 phút. Cứ mỗi 30 phút một lần thì nó sẽ tự động nó lưu video quay lại cho các bạn nhá. Các bạn chỉ ấn và xem thôi ạ. Chức năng quan trọng nhất mà mình hướng dẫn cho mọi người chính là chức năng Wi-Fi setting. Đây ạ. Chức năng Wi-Fi setting này sẽ giúp cho các bạn là có thể là xem được trực tiếp từ xa nha các bạn. Đây là hai Wi-Fi nhà mình. Các bạn ấn vào Wi-Fi nhà các bạn và các bạn nhập mật khẩu vào và ok. Thế là từ lần sau các bạn chỉ việc mở điện thoại từ xa lên để mà coi hình ảnh trực tiếp từ ở nhà nhé. Đây ạ. Mình có quay lại một đoạn bức ảnh đây, một đoạn video cho các bạn nhé. Có thể zoom to zoom nhỏ thoải mái nha các bạn. Đây ạ, mình có chụp lại một bức ảnh luôn nhá, zoom to luôn nhá. Đây ạ. Còn khi mà các bạn muốn xem lại được video á thì các bạn chọn cho mình mục là iCloud SD đấy nhá. Và các bạn chọn cho mình mục là SD file này nhá. Đây ạ, một hàng loạt video sẽ hiện ở ngay đây nha các bạn. Đây ạ, khi mà các bạn đã chọn giới hạn phút thì nó sẽ hiện là một hàng loạt video ở đây nhá. Đấy, thì mình lại có hướng dẫn cho mọi người xong tất cả chi tiết để mà sử dụng chiếc camera ngụy trang ổ điện dân dụng bên mình nhá. Thì các bạn nào quan tâm về các sản phẩm máy định vị, máy ghi âm, máy nghe lén bên mình thì các bạn có thể là email trực tiếp qua bên mình qua số hotline đây nhá. Bên mình thì dùng một số hotline duy nhất là 0847 739 777. Các bạn kết bạn Zalo để mà bên mình hướng dẫn trực tiếp cho các bạn nhá. Thì các bạn nào mà có nhu cầu muốn độ chế camera thì bạn có thể liên hệ qua bên mình. Các bạn có thể đăng ký kênh YouTube Điện tử Anh Phi để mà nhận được ưu đãi giảm giá nhé. Còn sau đây mình xin chào các bạn, mình xin kết thúc video ở đây nhé.